chồng chê một bộ phận còn chuẩn men, Lâm Khánh Chi quạt lại tuyên bố quá thốn. Vợ chồng người đẹp khắc khẩu ngay khi được phỏng vấn. Tham dự sự kiện, vợ chồng Lâm Khánh Chi được săn đón nhiệt tình. Khi được hỏi về ý định giao kéo trong tương lai, người đẹp chuyển giới thoải mái giải bày. Hiện tại, cơ thể Lâm Khánh Chi đã hoàn hảo rồi. Chính vì vậy, Khánh Chi rất tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Tương lai mình không thể nào biết trước được. Nếu 5-10 năm nữa cảm thấy gương mặt có chỗ nào cần chỉnh sửa thì mình sẽ làm. Khánh Chi nghĩ rằng kiếm một người đẹp tự nhiên rất khó, muốn đẹp hoàn hảo mình phải chỉnh sửa. Ông xã Khánh Chi cũng thật thà chia sẻ về điểm chưa hài lòng trên cơ thể vợ. Theo đó, anh bày tỏ mong muốn vợ mình có một giọng nói nữ tính hơn. Theo quan điểm cá nhân của mình, nếu thanh quản có thể thay đổi được thì mình sẽ đi làm lại cái thanh quản thôi. Còn cơ thể chị gần như hoàn hảo rồi. Đến nay, hai vợ chồng bắt đầu bất đồng quan điểm. Lâm Khánh Chi ngúng ngoảy lắc đầu lia lịa và thể hiện sự nhất quyết. Không, chị không gặp khó khăn. Giọng Khánh Chi vậy nó rất là tự nhiên và mình là ca sĩ. Mình cần cái giọng mình đi hát. Nên khi mình thẩm mỹ cái giọng nó rất là nguy hiểm, mình có thể không hát được. Chính vì vậy Khánh Chi không bao giờ phẫu thuật cái giọng của mình. Rất nhiều người thích giọng của Khánh Chi. Giọng thật Khánh Chi bây giờ nhiều khán giả đang rất ưa thích. Lâm Khánh Chi cho hay cô đang rất hài lòng với cơ thể hiện tại. Ông xã bày tỏ ước muốn vợ phẫu thuật thanh quản để giọng nói hấp dẫn hơn. Người đẹp bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Nhất quyết phản đối ý kiến của chồng, chẳng quan tâm mặt anh đang không cảm xúc. Lâm Khánh Chi ngày càng sexy. Người đẹp phô trương vòng một căng tràng tại sự kiện mới nhất. Ông xã tháp tùng cô tới nhiều event.